Ui. Trời ơi. Xin ít à. I need a weapon. Dù phá hoại. Ok, chào bọn em trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Proxy Mobile ở cái map sự kiện mới nha em. Ui. Thì lần này nghe nói là Proxy đang hợp tác với Arcane hay gì á. Có cái hòn đảo phía trước mặt này anh em à. Giờ mình sẽ xuống nha. Proxy hình như đang hợp tác với Liên Minh hay gì anh em à. Có nhân vật Jin này và mình đón một tí nữa thì sẽ có Vi nữa anh em ạ. Ok, xuống cái hòn đảo này nhé. Thì cái game này là game đầu tiên của mình khi mà chơi cái sự kiện này để có gọi là trải nghiệm mà. Thì game đầu nó mới trải nghiệm tốt anh em ạ. Nó mới kiểu như là nó mới khám phá, kiểu như cảm giác bất ngờ nó còn anh em. Chứ mà mình chơi lâu rồi cái mình nói cái lời trải nghiệm thì nó phải này, mình trải nghiệm nó cảm xúc của mình khi mình chơi lần đầu tiên nhá. Khá là đông người luôn á. Ơi em ơi, trời ơi, chỉ là chết luôn chưa. Rồi, sau khi mà mình chơi sự kiện mình chết rồi mình sẽ trở về đây nha. Mày thế nha. Là từ là cái sự kiện này nó chết ở trên đó thì nó không tính là mình chết một game anh em à. Chỉ là nó loại mình khỏi sự kiện thôi. Là mình khỏi cái đòi đó thôi. Mình vẫn được một cây Skyline. Kêu là bằng quà trải nghiệm mà đi về á. Đây cẩn thận nha, cái khu này. Cái này là cái gì đây anh em? Mình cũng chưa biết nữa. À, cái này giống như là cái lá chắn đó. Khi mà ta bắn qua. Lá chắn giống như cái sự kiện cũ á, nhưng mà giờ nó đổi chứ. Nó đổi cái hình nó lại. Có xe đi là ngon tí nữa. Mà hồi sinh ở trong này thì cũng ngon luôn. Đây nó sẽ cho mình lên đúng không? Như là hết này, bắt đầu là cho lên này. Ơ? À, nó không cho lên nữa à? Cái chỗ này như là còn mười mấy giây nữa là mình có thể đi lên được hay gì nè. Mình mới nghe một tiếng chân hay như là của con boss hay sao. Cho lên đi bạn ơi. Đó. Wow. Thiệt là bá trưởng. Bay lên. Rồi. Rồi mình sẽ đóng vai là Jin nha, kẻ phá hoại này. Đây đây đây. Đu. Ủa cái này nhặt không được hả anh em? Mấy cái này như là chưa tới sự kiện hay sao ấy. Đạn đây là vô hạn luôn. Mình thu thập mấy cái cục này nữa mình có thể mua súng hay sao này. Đây. Ngon. Hình như là có địch nữa anh em mà. Nên là mình phải bắn cẩn thận. Cái cây súng cái này cầm bắn thì chỉ có thể bắn được cái nòng đỏ này thôi. Ôi bay lên trời nữa hả. Chết đi. Này giờ chết đi. Cái sự kiện này mình thấy khá là thú vị á. Tại vì mình cũng thích chơi Liên Minh. Mà mình nghĩ chơi Liên Minh cũng lâu lắm mà. Đây mình kích hoạt được cái tên lửa rồi. Mình sẽ cố gắng thu thập thật nhiều cái cục xanh này nhá. Như là có cho đóng vai là Vi nữa. Rồi sao? Rồi sao? Ơ? À?
là sao? Ờ, cái súng này sử dụng sao nhỉ? Watch out. Rồi nó đã bị lắc hay gì rồi anh em à, quả trời đậu. Sử dụng sao? Cài thế nhờ. Bây giờ đó cái tính năng giác người đây này. Đi về đây tôi về đây tôi lo. Có lý ghê không? Giác về đây cứu cho nó an toàn. Lên đảo anh em ơi. Lên đảo, lên đảo. Má đảo đầu đông lắm. Chết, chết thì nó thả xuống mà, chứ đâu có tính đâu. Trời. Đầm đồng bắn mới vui. Tới luôn á. Trời. Thằng đồng nhảy dù mà chết. Lên 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 lên. Lại lên rồi. Giờ có gì hắn này là quá thân thành Vi hay là Xin đây? Trời ơi Vi. Sốp. À đây đây đây. À thanh niên quân hè. Chết rồi bạn. Quê rồi bạn ơi. Ngon lành luôn bạn ơi. Ở đây con thằng bạn ơi. Đâu bạn ơi. Chơi bạn ơi. Súc. Nó đâu. Đi đâu con sâu. Đó này, đi này. Súc, súc, súc. Đi đâu con sâu. Nó này, nó này, nó này, nó này. Chơi nó. Chơi hội đồng. Rồi. Đi đâu con sâu. Chết rồi, chết chết. Đi đi đi. Ơi đổi gì mình thích cũng mấy món luôn. Đổi được nè, đổi nè. Có đổi mình gặp đâu ta? Có đổi không? Không, không. Rồi cho nên đổi. Kìa 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 có thằng trên nóc nhà kìa. Là bay đấy. Đổi cái vật đi. Đâu đổi ở đâu vậy? Số 1 á hả? Đây, 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 đây. Bắn cái này. Đâu nói vậy? Này chia 2-2 đúng rồi đó. 1-2 bắn, 2 cận chiến rồi. Để cho uống nước anh, nước máu. Xong. Ăn cái cục màu xanh đó hả? Cái game này game 2 của mình đó bạn ơi, mình còn phèn lắm. Đây. Đi chung với nhau chơi hội đồng rồi. Để qua, đi. Mấy này tìm lẻ không ta? Kệ đứa anh kìa hay gì vậy? Vi kìa. Đâu? Watch out. Rồi rồi rồi. Ủa sao bắn không được? Cái con Vi đầm thoại bạn ơi. Vô chậm nói chuyện đó đó. Hello. Chị này chị cả hơi bị to. Này đổi giật lại, chỗ đó giật lại. Ơ su kem nè, su kem nè, su kem nè. Rồi rồi rồi. Cắt liền, cắt liền, cắt liền. Đi đâu liền ơi.
Liên, Liên đi đâu? Liên đi lâu, Liên chết rồi, Liên chết rồi. Đây, đây còn nữa nè. Còn con nữa, còn con nữa. Cách Liên, cách Liên. Từng cuối này, từng cuối. Đi đâu, đi đâu, đi đâu luôn. Liên đi đâu hả Liên? Đi đâu, còn sao? Ôi ngồi. Đâu cá? Đâu? Watch out. Đúng rồi, mới thấy cả đông con này mà. Nó nằm nó quá chết đây, chết đây, chết đây, chết đây, chết đây. Không nghe tiếng chân mọi người. Tôi thấy hai đứa nha. Còn nhiều hơn. Xếp xe rồi. Nó trên lầu á. Rồi rồi rồi, tiêu diệt bằng lựu đạn nè. Nó đang còn nha. Còn. Lê 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 anh em bình tĩnh. Còn ác chiến quá. Ủa sao tôi không có cứu? What? Nè, tôi gạt vô ông kia à. Đúng rồi, ông ném trên hết ông gạt. Ok. Vậy mà còn 7 hàng. Ơi nó nằm, bạn ơi. Rồi rồi, chết rồi, chết rồi. Hay ai còn hay sao ấy. Gục. Cái thằng bên đây nó này, tôi gạt này. What? Ông nói gì vậy? Ơi mùa sao ông kỳ ganh à. À, không bạn ơi, mình chơi văn nghệ thôi. Ơi, trước mặt hả? Xe, có xe thôi. Kể. Hello. Đông á. Trên đò nè. Tem ở dưới nữa, còn tem nữa. Đông nhỉ? Dưới nè. Dưới sườn gỗ nè. Này. Còn có nữa. Trời ơi. Còn ai nữa à? Xuống ga luôn đi. Chuyện xui gỗ chắc không ai muốn không ơi. Ok anh em, giờ mình cũng đã hoàn thành cái đạt cái top 1 trong cái sự kiện Essential mới lần này nhé. Thì anh em trong những cái video clip tiếp theo. Ok nha.